Tội quá. Hỏi tiếp hỏi cho nhớ nào không? Bé lớn thì không nhớ, hai đứa nhỏ thì nhớ. Nãy em nghe nội nói là bé thứ ba đó, nó sống tình cảm đó. Cái kia mình nói nó biết. Chín tuổi rồi mà còn chưa được đi học nữa. Không biết là khi nào được đi học đây. Cũng biết là học lớp ba rồi. Nên bây giờ là chuẩn bị làm lễ động quan hết chú anh chị. Đây là đứa thứ hai nè. Vô rồi nó. Nội ơi lấy con bụng hữu trang. Còn mấy ngày hôm nay con muốn gặp cha thì con biết cha không? Nhớ không? Từ nay về sau là con sẽ không được gặp cha nữa đâu. Thì con có thương, con có buồn không? Rồi bây giờ không có cha nữa thì con là người lớn nhất trong nhà ha. Để con chăm non cho các em của mình này chắc là rất là khó khăn cho con, nhưng con phải cố gắng nha không? Không được học nhưng mà nói thì trả lời cũng rất là lưu loát, nhưng cô bác cũng rất là ngoan, lễ phép. Còn cô nhỏ này thì nó thẳng ra thì chưa biết một cái gì hết của bác. Còn rất là nhỏ. Mới sinh ra cô này được có 2 năm thì người mẹ cũng đã ôm tiền và bỏ đi luôn rồi cô bác. Đúng không? Thì đó là lời của bà nội nói. Bà nội kể lại cái giây phút mà mẹ bỏ đi như vậy. Thì cô bác thấy rằng là cuộc sống này nó thực sự nó muôn màu. Và không biết là bây giờ bà nội sẽ lo cho các cháu của mình đến lúc trong thời gian sắp tới. Cô bác đang đặt mẹ kỳ quá, đặt nhỏ tên chuột. Chuột xả quá không? Ừ. Châu thì tên châu, con là tên chuột. Cha thì tên châu. Con có nhớ cha con không? Cha thì tên châu, mà mẹ đi rồi tên heo. Ồ, mẹ tên mẹ heo. Mẹ tên heo. Mẹ này tên voi. Châu heo vô chuột. Nó nói đập con thú vật con. Cái này là tên chuột là tên tên ở ngoài hay là tên trong giếng? Ờ tên ngoài ha. Hồi kia là khó nuôi, đặt để cho dễ nuôi sao vậy nội? Dạ. Vậy là mấy cha nó đặt con đó. Nhưng mà cha là dưới ở trong là tên châu luôn ha. Cha trong tên châu nhưng trên thường gọi tôi đặt nó là tên hoài niệm. Dạ. Châu, heo, voi. Vợ thì tên heo. Vợ trước thì tên heo. Con tên chùa. Bây giờ là cha tên châu. 1 giờ 15 phút. Tên voi. Tên voi. 15 phút nữa là sẽ đưa ra. Đồng hồ thú vật không? Trời ơi. Gì cô? Tại vì nó trước thì nó có mà đó. Có đây nói xanh. Đây là cái voi nè. Cái voi nè. Bé voi kìa. Cái này là bé My. Bé My này là bây giờ là cái gánh nặng là lo cho hai em rồi đó. Thay cha để mà chăm sóc cho hai em. Để nội đeo cũng trang nè. Nhìn bốn bà cháu rất là tội luôn cô chú anh chị ơi. Đó, bây giờ là chỉ còn lại có bốn bà cháu thôi nè. Bắt đầu từ đây về sau thì bốn bà cháu sẽ quay quần bên nhau. Có gì ăn đó cô chú anh chị. Có rau ăn rau, có cháo ăn cháo ha. Chiều nay buồn chết đi. Nhắc tới là bà nội lại khóc nữa rồi. Nhìn rất là xúc động luôn cô chú anh chị ơi. Nhắc tới là khóc. Kêu nội niệm Phật hả? Đeo vô. Kêu nội niệm Phật ha. Biết luôn mặt đứa người ta. Biết luôn nội niệm Phật. Bà nội ngày hôm qua đến giờ là bà nội khóc rất là nhiều rồi. Bà nội cũng giữ gìn sức khỏe nha ha. Đau lòng lắm con ơi. Bất ruột. Con thằng con trai. Hết rồi.
khiêu một hồi tôi quánh nó đó. Tôi kiếm đi rồi tôi quất nó đó. Bỏ mẹ nó đi mà. Rồi cũng cho đi đâu nữa nè. Mà bây giờ là mấy anh đang chuẩn bị nè cô chú anh chị, đang chuẩn bị dọn những cái vật tư và sau đó sẽ bắt đầu làm lễ động quan hay cô chú anh chị. Nó bây giờ chị hai là đang cột tang cho em ba nè. Cô đang ăn gì ạ? Cô đang ăn bánh hả? Nhìn bé rất là vô tư cô chú anh chị. Đó, bé rất là hồn nhiên luôn ha. Bé chuột biết ba con đâu không? Biết ba con đâu không? Ba con đâu? Ba con đó đang nằm trong đó đó hả? Sao? Ba con đang nằm trong đó đấy ha. Bé nó biết ba nó nằm ở đây nè cô chú anh chị. Thôi bây giờ là mấy anh trong đội mai táng đang chuẩn bị dọn dẹp để mà bắt đầu đưa linh cữu của anh Châu đi hỏa táng của chú anh chị. Bây giờ là nội đang chuẩn bị cái cây nè để mà đánh ba cái vào áo quan để xem như là tội bất hiếu theo cái phong tục mà của dân gian của chúng ta là thường làm đó cô chú anh chị. Khi mà con mà ra đi trước trước cha mẹ thì sẽ làm cái nghi thức là đánh ba cây vào áo quan để mà cái tội bất hiếu. Chỗ nè cây này quá, chỗ nào cũng tới nè. Cây ngắn thôi, cây dài quá. Đây cây ngắn thôi, cây dài quá đánh không tới. Đây là cái thủ. Một lát là mấy bà cháu đi theo luôn hả bà nội? Đi theo chứ, tôi cha lắm mà. Dạ. Lần cuối mà. Và có dự định lần này mình về quê luôn không bà? Về quê rất đâu mà ở. Không có đất luôn. Ở chỗ luôn chứ. Ở đây đi bán cô bác giúp đỡ cơm gạo. Về dưới quê cho cũng nghèo. Ai giúp cho mình đây? Rồi, đứng xích vô. Mày lấy nội nè. Về đây nè. Giờ không có tiền. Về năn nỉ đóng của người ta một tháng. Đi nhà trọ rồi kiếm chỗ nhân nhỏ. Giờ bà mà cháu cho tháng nhiêu bà? Không cho tháng, không cho tháng nhiêu ngoài nội? 3,5 triệu tiền điện nước nữa, 2,2 triệu. Bây giờ kiếm chỗ nào dài chân là một tháng là 2,2 triệu, bây giờ là thiếu 2 tháng là 4,4 triệu. Là bà nội đang thiếu 2 tháng phòng trọ. Là bây giờ bà nội đang lo trong cái này, là bà nội còn lo đến cái chuyện mà nhà cửa bà nội còn không có chỗ để ở nữa đó ha. Kiếm chỗ khác. Dạ. Dễ dễ thì không ở. Dạ. Đi kiếm chỗ khác thì bà nội cũng phải trả cái tiền ở đây rồi bà nội phải đi kiếm chỗ khác rồi đúng không? Đúng rồi. Là bây giờ ở đây 1,2 triệu kiếm chỗ mấy trăm.
Không, ở đây không có chỗ mấy trăm đâu. Có 700 trăm. Ừ. Nhưng mà con thấy tại vì bà ở trên ba đứa cháu nữa thì nhỏ quá thì nó... Dạ, không có tiền. Rồi thì bà nội yên tâm đi, cái tiền mà phòng trọ bên kia nếu mà cứ xong xuôi đi thì con sẽ hứa con sẽ giúp cho bà nội ha. Cái tiền phòng trọ á, bà nội cứ yên tâm đi, đừng có khóc nhiều quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Các con ở đây cũng đang cố gắng hết sức để kêu gọi cộng đồng khu bác hỗ trợ cho gia đình nhà mình ha. Bà nội cứ làm xong cái thủ tục cho con của mình đi, rồi các con sẽ trợ giúp ha. Cố gắng lên nội ơi. Nhìn thấy tội quá trời. Rồi bây giờ là tới giờ rồi cô chú anh chị ơi. Bây giờ là tới giờ rồi. Vô làm lễ rồi nội. Là 4 người không phải không? Giờ đây là giờ làm lễ đồng để đi qua phán chương linh. Anh em thông quan nhân đồng chuẩn bị. Anh công trở dịch giả nhấp 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 nhấp. Chuột
Đi chưa đâu, đi chạy riết đi con. Em mệt rồi, tim em mệt rồi. Bây giờ là bắt đầu làm lễ động quan của chú anh chị. Thuốc trợ tim hả bà? Phật Nam Mô
Bây giờ là lên xe và đưa đi tới nơi quả táng rồi cô chú anh chị. Và bây giờ đã đến cái chỗ quả táng Phước Hạc Viên của chú anh chị. Nó đã đến nơi hiểu chú anh chị.
xuống của chú anh chị. Hết nổi luôn cô chú anh chị ơi, quá trời tội luôn rồi. Như bà nội bị bệnh tim đó cô chú anh chị, nhìn quá trời xót xa luôn cô chú anh chị ơi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lần một mất mất rồi con trai hay quanh rồi nhìn tội quá trời tội luôn rồi con trai một rồi. Trời mưa luôn rồi cô chú anh chị. Nhìn rất là tội nha cô chú anh chị. Thật sự khi mà đến cái giây phút này thấy không phải nào mà cầm được cái nước mắt của mình luôn á cô chú anh chị. Có một đứa con mà bây giờ con đã ra đi, để lại nỗi đau quá lớn cho người mẹ. Và hiện nay trời mưa rất là to luôn cô chú anh chị ơi. Trời mưa rất là to luôn. Thì Thái cũng mong là những cái tình yêu thương của tất cả quý cô chú anh chị sẽ gửi về cho bốn bà cháu hay cô chú anh chị. Gửi về cho bốn bà cháu. Hiện nay mưa rất là to nè cô chú anh chị. Đó. Chúng ta hãy giúp đỡ cho hoàn cảnh của bốn bà cháu, thật sự rất là tội luôn. Thì thôi bây giờ Thái cũng không biết nói gì hơn, chỉ cầu mong là cho cô chú anh chị sẽ thương và giúp đỡ cho bốn bà cháu ha. Thì số điện thoại thì Thái để ở màn hình đó, của chú anh chị có liên hệ thì liên hệ trực tiếp với Thái để mà Thái sẽ mang cái tình yêu thương của tất cả quý cô chú anh chị qua trao cho bốn bà cháu. Và thôi Thái cũng xin được khép lại cái video này và chúc cho tất cả quý cô chú anh chị mình được nhiều sức khỏe, làm ăn phát tài phát lộc nha cô chú anh chị. Dạ bye bye tất cả mọi người, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị ở video tiếp theo ạ.